Thưa quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10. Đồng chí Lê Đức Dục, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Sự hội nghị còn có báo cáo viên trung ương cấp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đại diện lực lượng vũ trang trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và một số nội dung cơ bản về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, thường trú trên địa bàn của tỉnh. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đại diện lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền các vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, công tác phát triển đảng và các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết số 19 nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn của tỉnh, từ đó đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị, vừa qua tại huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Việt Nam và Chi đội Biên phòng Quản lý Biên giới Kim Thủy Hà, trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu của Trung Quốc, đã có buổi giao lưu triển lãm thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh, khánh trúc. Về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy, Bộ đội phòng tỉnh, làm trưởng đoàn. Về phía Trung Quốc có đồng chí Chu Nghĩa An, cảnh đốc cấp 1, trạm trường trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà, Trung Quốc. Triển lãm quy tụ hơn 100 tác phẩm thư pháp và ảnh đặc sắc được thể hiện công phu từ các cán bộ chiến sĩ của hai bên. Chủ đề các tác phẩm tập trung thể hiện sự hợp tác vì biên giới bình yên và cùng nhau phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy, Bộ Đơn phòng tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để cơ quan quản lý nhà nước ở khu vực biên giới, cửa khẩu hai bên đoàn kết tin cậy, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới của địa phương, góp phần xây dựng biên giới Việt Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển hai bên tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng chức năng trong việc quản lý người phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới về phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới tăng cường phối hợp triển khai mạnh mẽ các biện pháp thực thi pháp luật trên biên giới cửa khẩu chủ động tích cực trao đổi cung cấp thông tin và đấu tranh giải quyết có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới cửa khẩu Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu có chủ đề Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người sẽ tính chức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 5 tháng 11 tại thành phố Lai Châu. Tham gia ngày hội có 11 tỉnh, thành phố bao gồm Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, tuyên quang, Nghệ An, Quảng Bình và Con Tùm với sự tham dự của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chính sách đoàn kết bình đẳng giữa các dân tộc, đồng thời tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 10, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng ban của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại hướng dẫn các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh thực hiện kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số bao gồm kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng trên tiktok shop tìm hiểu cách bán hàng qua video live stream lập kênh tạo shop và live stream trên tiktok hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử postmart vn trên địa bàn của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trên website, sàn thương mại điện tử, Facebook, livestream. Tổng doanh thu bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử của tỉnh năm 2022 đạt 145 tỷ đồng, bằng 2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của toàn tỉnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, để thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, Cấp ủy chính quyền xã Tả Phìn huyện Sinh Hồ đã phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ hạt Kiềm Lâm huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật lâm nghiệp và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các chủ rừng, các cộng đồng dân cư. Và nhờ được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhiều hộ nghèo của xã Tả Phìn đã thoát khỏi cảnh khó khăn trong cuộc sống, có thêm động lực để tích cực tham gia bảo vệ rừng. Và cũng từ nguồn kinh phí này, các bản trong xã đã đầu tư xây dựng đường bê tông, nội bản và sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống của nhân dân. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Trong năm 2022, bản Tâm Trong xã Tà Phiên huyện Sinh Hồ được chi trả trên 320 ha rừng với số tiền gần 300 triệu đồng. Với tổng số hơn 100 hộ được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Nhờ có thu nhập ổn định từ dịch vụ môi trường rừng, người dân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, bà con đã đầu tư mua phân bón, gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế gia đình. Từ khi có dịch vụ môi trường rừng, tiền môi trường rừng ấy thì cũng giúp được một phần nào đó cho gia đình mua phân bón để bón ngô, bón lúa. Rồi là mình đi góp mua lật giống về nuôi, rồi là cùng với nguồn vốn của dịch vụ môi trường rừng còn mình cùng với nguồn vốn gia đình mình tích góp lại có thể mình mua một con trâu hay là con bò nhỏ để mình nuôi để tăng ra sản xuất cùng gia đình. Từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, bản Tầm Trong đã trích lại tiền để tu sửa đường giao thông nội bản, lắp điện chiếu sáng và camera an ninh cũng như mua sắm các vật dụng cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi có cái dịch vụ môi trường rừng, hết là phân công cho bà con mày tầm năm hộ đến sáu hộ xong rồi đi uh, tuần rừng về để uh, bảo vệ và sau xoay được cái dịch vụ môi trường rừng là và bà con họp bàn xong là mấy một năm là, là mình chi trả hết cho bà con bà con lại họp xong là người đóng góp để cho mình vận uh, động như mình quét dọn đường với lại uh, uh, mang biển đi cám rồi là mà mình uh, chi về để đi uh, tu sử đường với lại uh, góp về mua năng lượng mặt trời lắp được hai cái cam camera an ninh và cho bạn. Năm 2022, trên địa bàn của xã Tả Phiên huyện Sinh Hồ có gần 2.000 ha được chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng cho 9 bản với 625 hộ dân được hưởng lợi. Hàng năm, xã Tà Phiên phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, phòng nông nghiệp thực hiện công tác giả soát, xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo tiến độ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng diện tích. Đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc nhận khoán trông bảo vệ rừng của xã. Nhờ đó mà nhiều năm trở lại đây, xã Tà Phiên không để xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng nào, từ đó nâng độ che phủ rừng của xã lên gần 50% sau khi có chính sách thì về công tác bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thì nhận thức của bà con cũng như là cái tinh thần của bà con đấy là là nó sẽ được tăng lên Và còn một số một số bản thì bà con tự thống nhất là sau khi nhận cái tiền rừng môi trường rừng đấy thì người ta muốn là sẽ phát triển đi gia đình hay nữa là người ta đóng góp một số về làm quỹ của bản ví dụ như tu sửa đường nông thôn liên bản với lại điện thắp sáng với lại camera an ninh để đảm bảo an ninh trật tự cho 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 bản Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở xã Tà Phìn đã đi vào cuộc sống. Từ chính sách thấy rõ mối liên kết kinh tế mang tính bền vững giữa bên sử dụng và bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, rừng trong vùng được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ tốt hơn. Đời sống của người dân, lao động từ nghề rừng được cải thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định, an ninh chính trị. Đây chính là động lực để người dân trên địa bàn của xã Tà Phìn nâng cao trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định phát triển nông nghiệp là hướng đi chính trong phát triển kinh tế, thời gian qua xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã tuyên truyền khuyến khích người dân ứng dụng khoa học vào sản xuất, trong đó tập trung vào mở rộng diện tích trồng chè, vùng lúa chất lượng cao. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung, mời quý vị cùng theo dõi. Gia đình chị Phạm Thị Thú ở bản Hương Phong xã Bản Bo là một trong những hộ có kinh nghiệm trong chăm sóc cây chè. Bản thân chị luôn xác định để cây chè sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao, không chỉ có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp mà đối với người trồng chè cũng cần phải biết chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật cho cây. Biết thời điểm phù hợp để chăm sóc thu hái lá chè đúng yêu cầu kỹ thuật. Cây chè muốn năng suất cao thì trước hết là ta phải chăm đúng kỹ thuật và đến thời điểm cắt là mình phải chăm ví dụ như mình phải làm cỏ sạch sẽ này, xong là mình mới rắc phân này, rắc phân xong mình xem sâu bệnh như nào mình mới lại phun đúng kịp thời đấy thì cho nó đúng đúng cái thời điểm của nó đấy. Thì để cho nó hiệu quả hơn thì mình phải làm đúng theo cái quy trình của của cây chè thì nó mới phát triển được tốt hơn. Mạnh dạn khuyến khích nhân dân chuyển đổi diện tích từ canh tác lúa ngô một vụ kém hiệu quả sang trồng chè chất lượng cao. Đến nay, xã Bản Bò có diện tích chè lớn nhất của huyện Tam Đường với diện tích lên đến trên 1.000 hecta. Nhờ chú trọng thâm canh, mở rộng diện tích và áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, nâng cao năng suất chất lượng cây chè đã đem lại nguồn thu cho người dân trên địa bàn xã từ 40 đến 50 tỷ đồng mỗi năm hàng năm, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành ra soát quy hoạch vùng trà, tổng hợp nhu cầu trồng mới của nhân dân, đồng thời vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên doanh, liên kết chặt chẽ với công ty thu mua trà trong chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền bà con nhân dân hướng tới sản phẩm uh, sạch, thân thiện với môi trường, đặc biệt là các sản phẩm đặt biệt gáp và đặt ô cốp trên địa bàn xã, đặc biệt là vấn đề chè chất lượng cao trên địa bàn xã. Tuyên truyền tập trung vận động nhân dân là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là hướng sử dụng thuốc sinh học cho sản xuất trên cây trồng, đặc biệt là vấn đề lúa và cây chè trên địa bàn xã. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp mà chủ đạo là cây chè chất lượng cao đã giúp cho đời sống của nhân dân các dân tộc xã Bản Bo ngày một thay đổi, kinh tế phát triển, người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị, tại xã Sào San huyện Phong Thổ, không khó để bắt gặp những hình ảnh đó là những cô gái mới 14, 15 tuổi đang độ ăn, độ học nhưng đã là vợ là chồng, là bố là mẹ tảo hôn kéo theo đó là vòng luẩn quẩn của cái đói nghèo, của thất học. Chính quyền xã cũng đang nỗ lực để thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm dần tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Sau đây là kinh nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Nằm ngay giữa trung tâm bản hợp 1 gần khu vực chợ Giao San, trong căn nhà xây cấp 4 đã xuống cấp chỉ khoảng 50-60m2, nhưng là nơi ở của ba thế hệ với 7 người là ba nội chồng, bố mẹ, hai người em chồng và hai mẹ con em Phan Thị Bàng. Em năm nay mới 15 tuổi nhưng đã có con hơn 4 tháng tuổi. Con nhỏ, chồng lại đi làm ăn xa nên Pàng vừa phải chăm lo con, vừa phải phụ giúp cho bố mẹ chồng công việc nhà, đồng áng. Nhìn chúng bạn vui vẻ đến trường, đến lớp, còn mình thì vất vả, xoay sở chăm con. Đôi khi Pàng cũng thấy nuối tiếc với quyết định bồng bột của mình. Tôi lấy chồng năm 14 tuổi và tôi chưa đủ tuổi thì con chưa được hưởng các chế độ chính sách cách kiểu. khuyên mọi người đừng có lấy chồng sớm như em ạ. Giao San là xã vùng cao biên giới phía bắc của huyện Phong Thổ với 5 dân tộc anh em sinh sống, bao gồm Mông chiếm 80%, Giao, Hà Nhi, Hoa và một số dân tộc khác. Nhân dân chủ yếu sống nhờ và nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ đói nghèo còn cao. Từ năm 2022 tới nay, trên địa bàn của xã đã có 19 cặp tảo hôn. Theo tìm hiểu thì các cặp tảo hôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông nguyên nhân tảo hôn chủ yếu là do tập quán của bà con, từ bao đời nay đều lấy vợ sớm để duy trì nòi giống và có người làm việc nhà. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn, trong thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tới việc lựa chọn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục tập quán, tiếng dân tộc để đi từng ngõ, gõ từng nhà xuống từng bản, phối hợp với xa làng trường bản, phân tích tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, những hệ lụy mà tảo hôn mang lại và kết hôn đúng độ tuổi, quy định của pháp luật. Đây là một cái thực trạng tương đối là nhức nhối, chính quyền và địa phương đã uh, thực hiện rất là nhiều biện pháp tuyên truyền để cho bà con giảm cái tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên là cái việc giảm thì có giảm nhưng mà giảm chậm. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về nguyên nhân rồi trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn xã đã thực hiện rất là nhiều biện pháp tuyên truyền có chúng tôi cũng đã mạnh tay nhưng mà trên địa bàn về tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra rất là phức tạp để trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng uh, tổ chức các cái buổi tuyên truyền phối hợp với các cấp các ngành các trường học phối hợp với cấp huyện để tổ chức các cái buổi tuyên truyền để làm giảm cái tình trạng tảo hôn trên địa bàn và đặc biệt thì chúng tôi cũng muốn là đưa ra pháp luật nếu như trường hợp nào vi phạm pháp luật để tổ chức xét xử công khai để tăng cái tính chất gian đe chứ không các em là trong thời gian một qua là các em uh, chưa hiểu được cái 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 tác hại của việc tạo hôn cho nên các em vẫn um, lập gia đình khi mà chưa đủ tuổi nhờ những giải pháp đó tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã giảm theo từng năm tuy nhiên vẫn còn tồn tại và ở tỷ lệ cao nhất là đã có chế tài xử phạt vi phạm hành chính về tảo hôn bằng tiền nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả bởi đa số các gia đình có con tảo hôn đều là hộ nghèo cận nghèo gia đình hoàn cảnh khó khăn cơm ăn lo từng bữa không có tiền đóng phạt vì vậy số cặp tảo hôn bị xử lý vi phạm hành chính còn thấp thời gian tới xã tăng cường phối hợp với các trường học trạm y tế trên địa bàn để mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào để từng bước giảm thiểu tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình lai châu cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị